Cô, trả tôi cái điện thoại đi. Anh có muốn gì nữa à? Chuyện băng đảng của anh, chờ bệnh nhân của tôi tỉnh dậy rồi xử lý tiếp. Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Nãy giờ tôi thấy anh đàng hoàng tử tế nên tôi mới tiếp. Anh mà còn quá đáng nữa là tôi buộc gọi bảo vệ thật đó. Cô bị sao đấy? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải là băng đảng, tôi là người trong ngành. Tôi có thẻ ngành đây, cho cô xem. Tôi chưa nhìn thấy cái thẻ ngành này bao giờ, làm sao tôi biết nó là thật hay giả? Tôi gọi bảo vệ thật cho anh coi. You are my everything. Anh đã đến bên em như một vì sao xa. Được người em thổn thức, cứ mãi ngưng động ở đây nơi tận sâu. Trái tim ngàn lần đã yêu anh.